Honda đã giới thiệu thế hệ mới của dòng xe nhỏ gọn Civic cho năm mô hình 2022, nhưng cho đến nay tất cả những gì chúng ta thấy là các biến thể Civic Sedan và Civic Hatchback thông thường. Cũng trong các tác phẩm còn có các biến thể C và Type R thể thao. Biến thể sau này đã được phát hiện một lần nữa ở dạng nguyên mẫu, và lần này chúng tôi có video. Civic Type R sắp ra mắt là một mẫu xe được yêu thích nhất tại Moto Authority, vì vậy các kỹ sư có cơ sở vững chắc để chuẩn bị cho mẫu xe được thiết kế lại. Những gì chúng ta biết là dòng xe Civic mới nhất được hưởng lợi từ một nền tảng cứng hơn so với người tiền nhiệm của nó, và điều này cũng sẽ hỗ trợ cho Type R theo Honda. Những cải tiến về độ cứng của cả thân và khung gầm của dòng xe Civic mới nhất, độ cứng xoắn tốt hơn 8% và độ cứng uốn tốt hơn 13%, đã dẫn đến những cải tiến về khả năng vận hành và xử lý, cũng như độ ổn, độ rung và độ khắc nghiệt. Chiều dài cơ sở và chiều rộng đường đua cũng được tăng lên. Type R một lần nữa sẽ dựa trên Civic Hatchback. Đối với thế hệ mới nhất đã áp dụng kiểu dáng Fastback thay vì kiểu dáng hầm hố hơn người tiền nhiệm. Và trong trường hợp của Type R, cánh gió sau có vẻ nhỏ hơn, tạo cho chiếc xe một cái nhìn trưởng thành hơn. Đầu ống xả đơn được thấy trên một số nguyên mẫu chỉ là một bộ phận tạm thời và sẽ được thay thế bằng thiết kế ba ống, giống như trên Type R. Ảnh chụp teaser chính thức từ Honda gợi ý về những gì sắp xảy ra. Nội thất của dòng xe Civic mới nhất đã chứng kiến một bước tiến lớn về công nghệ và sự cải tiến. Màn hình kỹ thuật số được sử dụng cho cụm đồng hồ đo, màn hình kỹ thuật số một phần là tiêu chuẩn và màn hình kỹ thuật số toàn phần có sẵn trên các mẫu xe cao cấp hơn, và thông tin giải trí. Và cũng bao gồm tiêu chuẩn là Apple CarPlay và Android Auto có dây. Không rõ những mod cơ khí nào được lên kế hoạch cho Type R, nhưng chúng ta có thể mong đợi một phiên bản của động cơ tăng áp inline 4.2.0 lít của mẫu xe sắp ra mắt sẽ cung cấp năng lượng cho chiếc xe có thể cao hơn 306 mã lực và hiện tại của mô men xoắn. Hệ dẫn động cầu trước và số tay 6 cấp có thể sẽ là trang bị tiêu chuẩn trên Civic Type R mới, và chúng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một số hình thức điện khí hóa được cung cấp vào một thời điểm nào đó. Trong khi chiếc sedan Civic được sản xuất tại một nhà máy ở Earliston, Canada, thì cửa sập có nguồn gốc từ một nhà máy ở Greenbrook, Indiana. Đây là lần đầu tiên một chiếc cửa sập của Civic được chế tạo tại một nhà máy ở Mỹ. Điều này có nghĩa là Type R mới cũng sẽ được sản xuất ở Mỹ. Không giống như mẫu cũ có nguồn gốc từ một nhà máy ở Anh, Honda cho biết Type R mới sẽ bắt đầu được bán vào năm 2022 với tư cách là một mẫu xe 2023. Như đã đề cập ở trên, một chiếc xe mới cũng đang được sản xuất, mặc dù chúng tôi đã nghe nói rằng nó sẽ chỉ có sẵn trong vỏ bọc sedan. Chia sẻ hữu ích nhé!